Wow, phê quá các cụ ạ. À. Đó. Vừa mới test được có một tí nhạc thôi mà cảm giác cứ như kiểu là đã phê và phiêu lắm rồi. Đó. Vâng, hôm nay Việt Audio xin giới thiệu đến quý vị một em súp từ Mỹ của hãng JBL. Con này nó là Control 1. Đây là một trong những dòng súp làm nên lịch sử của hãng JBL trong cái cuộc cách mạng thay đổi cái trải nghiệm âm thanh gia đình. Đó. Đó là một cái con súp. Đây là dòng súp hơi. Có nghĩa là nó phải dùng công suất từ bên ngoài, có nghĩa là dùng âm ly hoặc là các cái main công suất để đánh nó. Bên trong thì nó có bốn driver. Superbass là có cái khoang riêng biệt chia ra làm ba khoang. Đây một khoang này, khoang giữa to gấp đôi hai khoang còn lại. Và bốn cái con bát nó úp mặt vào nhau. Đằng sau thì có ba lỗ thông hơi, một lỗ thông hơi lớn dành cho hai cái con loa bass ở trong khoang lớn và hai lỗ thông hơi nhỏ dành cho hai cái con loa super bass nhỏ, và cái trong này cái bass của nó là 12 cm. Nhưng khi chúng cộng hưởng vào nhau thì cái dải trầm em này nó phải tương đương với một em súp Mỹ hoặc là súp của Nhật cỡ 25 hoặc súp tàu, súp Việt Nam dựng 30. Đó. Nhỏ nhưng có võ nhé quý vị nhé. Cái dải trầm này thì đánh tê người luôn. Đây là hai cái cầu loa vào này. Và đây là hai cái cầu loa ra cho loa tay. Cái điểm hay nhất của cái dòng súp này đó là nó tương thích được với mọi dòng âm ly hoặc là mọi dòng công suất có cái mức công suất ra ổn định là từ khoảng 30W một kênh là đánh được rồi nhé. Không hề kén âm ly một tí nào. Và có một cái điểm hay nữa cũng không kém, đó là thích hợp với tất cả các cái dòng loa tay, loa mini, loa Buchsel. Đó. Có nghĩa là quý vị chỉ cần một cái cặp loa Buchsel bất kỳ hoặc một cặp loa mini bất kỳ ghép với cái đường ra của nó là đã có một bộ âm thanh nghe đủ các giải rồi nhé. Trầm em này rất sâu, đánh nội lực, tiếng hay. Chơi tốt cả các dòng nhạc từ non-stop cho đến các cái dòng nhạc trữ tình. Và bây giờ tiếp theo em mời quý vị là nghe một bản nhạc trữ tình nhé. Và sau đây kính mời quý vị nghe ca khúc Chiều Tây Đô. Tiếp theo thì em mời quý vị lắng nghe ca khúc Người Ngoài Phố của ca sĩ Lệ Quyên.
Vâng, tất cả các cái video test của nhà em thì hầu hết là sử dụng các cái nhạc MP3 hoặc nhạc mạng, chứ em không dùng nhạc số hay nhạc lốt lép. Cho nên quý vị yên tâm tuyệt đối về cái vấn đề là nguồn nhạc rất phổ thông, rất bình dân thôi nhé. Chứ em không dùng nguồn nhạc cao cấp để test nhạc cho quý vị nghe. Bởi nếu như vậy, khi quý vị nhận được cái sản phẩm, nếu như không có nguồn nhạc tốt thì chất lượng âm thanh nó sẽ không được hay như khi nghe trên video trải nghiệm. Mặc dù video đã được cắt xén rất nhiều bởi cái YouTube họ nén dữ liệu, nhưng em luôn luôn lấy tiêu chí rằng khi thiết bị đã hợp với nhau thì nguồn nhạc dù có kém đi chăng nữa thì nó vẫn tái tạo được cái đài tần rất là tốt. Vâng, thưa quý vị, thời gian thì nó có hạn thôi, bởi vì bọn em đăng video dài là YouTube người ta sẽ không ưu tiên về cái vấn đề về vùng dữ liệu, cho nên là bọn em chỉ giới hạn trong khoảng là 15 phút đổ lại. Thì qua ba cái bản nhạc vừa rồi thì quý vị có thể trải nghiệm được cái chất âm cơ bản của cái dòng súp này nó là như thế nào. Và quý vị nào mà có nhu cầu mua về để nghe nhạc trong gia đình, bỏ lên xe ô tô, hoặc là chế công suất để làm súp điện, hoặc là ghép thêm một đôi loa nữa để trở thành một bộ âm thanh hoàn hảo, hoặc đơn giản là bê về nhét vào bất kỳ một bộ dàn nào để tăng thêm giải trầm, thì là vui lòng alo cho em theo số điện thoại 0984511460. Em ở Hà Nội và vẫn ship hàng toàn quốc trong nhiều năm nay quý vị nhé. Và xin mời quý vị qua số 121 Ngọc Thụy để trải nghiệm trực tiếp cho nó dễ lọt tai. Vâng, xin cảm ơn ạ.